thay đổi về mặt sinh lý nó sẽ diễn ra. Thể tích tuần hoàn sẽ tăng lên, cung lượng tim sẽ tăng lên, tần số tim sẽ tăng lên, và cái mức độ tăng đó nó theo cái mức độ thay đổi của thai kỳ. Và trong thời gian mang thai thì các bệnh lý tim mạch gây cản trở tống máu của thất trái sẽ làm càng tăng áp lực trước vị trí cản trở và gây ứ máu phổi, hoặc có thể gây nên phù phổi cấp. Trong thời gian mang thai mà bệnh nhân suy tim ứ huyết thì sẽ làm tăng cái thể tích tuần hoàn và làm càng tăng nguy cơ suy tim và phù phổi cấp hơn. Trong quá trình chuyển dạ thì các sự thay đổi nó còn phức tạp hơn nữa, và tất cả những cái biểu hiện như là các cơn co tử cung dẫn đến đau đớn của người sản phụ, lo lắng không biết cuộc đẻ có diễn ra bình thường hay không, nó sẽ làm tăng cung lượng tim lên từ 50 đến 61%. Co cơ tử cung sau sinh sẽ đẩy từ 300 đến 500 ml máu vào hệ thống tĩnh mạch chủ dưới. Và có ngoài ra còn có các tác động trên hệ tuần hoàn của cái co cơ tử cung nữa. Thì trên cái bảng này chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi về các cái chỉ số, ví dụ như là thể tích máu sẽ tăng lên, cung lượng tim tăng lên, tần số tim có thể tăng, đa phần là tăng, ít khi là giảm. Và đa phần là huyết áp sẽ tăng. Nên chính vì thế người sản phụ được theo dõi huyết áp rất chặt trong quá trình mang thai và đặc biệt là trước khi sinh. Và cái mức độ tiêu thụ oxy cũng như thế sẽ tăng lên. Và khi trong quá trình chuyển dạ và sinh con thì sẽ có những cái thay đổi như là thay đổi về mặt huyết động, rồi thay đổi về các cái tư thế nằm của bệnh nhân cũng sẽ làm cho cái thay đổi, và giữa nằm ngửa với nằm nghiêng nó cũng sẽ làm thay đổi các cái cung lượng tim cũng như là nhịp tim của người bệnh. Thế thì những điểm lưu ý khi thay đổi về sinh lý tuần hoàn ở phụ nữ khi mang thai và chuyển dạ là gì? Thứ nhất là thể tích tuần hoàn, cung lượng tim và huyết áp tâm thu tăng nhanh trong thời gian chuyển dạ. Và trong thời gian chuyển dạ thì các bệnh lý tim mạch gây cản trở tống thất trái sẽ làm tăng nguy cơ bị suy tim và phù phổi cấp. Và trong thời gian chuyển dạ thì bệnh nhân suy tim huyết sẽ càng tăng thể tích tuần hoàn hơn và có nguy cơ của phù phổi cấp rất là cao. Và sau khi sinh con thì sẽ có hiện tượng là cái thể tích tuần hoàn sẽ giảm đi do một cái lượng máu nó trở về cái tĩnh mạch chủ rất là lớn. Và cái cung lượng tim cũng tăng từ 60 đến 80%, tăng ngay lập tức sau đó và giảm nhanh và trở về giới hạn bình thường trong vòng vài tuần. Cái stroke volume cũng giảm, cái tần số tim cũng giảm, và huyết áp sau khi sinh thì sẽ trở về ổn định nếu như bệnh nhân không bị nhiễm độc thai nghén. Và cái sức cản ngoại vi cũng sẽ tăng, và sau đó thì nó sẽ giảm và trở về bình thường. Với tất cả mọi người phụ nữ khi có thai thì người ta phải phân tầng nguy cơ, và tốt nhất là nên phân tầng nguy cơ cho cái người phụ nữ đó trước khi có thai, để chúng ta biết rằng là cái bệnh nhân nào thì được mang thai và bệnh nhân nào thì không được mang thai, và nó căn cứ vào cái nguy cơ tử vong với các mức độ khác nhau. Thế chúng ta thấy là cái nguy cơ tử vong thấp là 5% với những bệnh nhân có bệnh tim như là thông liên nhĩ không có biến chứng, thông liên thất không biến chứng, còn đống động mạch không biến chứng, tứ chứng pha lô được sửa chữa, van tim sinh học hẹp hai lá nhưng mức độ ni ha từ 1 đến 2, hoặc là hẹp van động mạch phổi nhẹ hoặc là hở van ba lá, thì đây là những bệnh nhân tim mạch mà có nguy cơ tử vong là 5%. Với các cái bệnh nhân có nguy cơ tử vong từ 5 đến 15%, đó là những bệnh nhân có hẹp eo động mạch chủ, tứ chứng pha lô không được sửa chữa, tiền sử nhồi máu cơ tim, van tim cơ học, hẹp van động mạch chủ, hẹp hai lá kẹp dung nhĩ, hẹp hai lá có suy tim mức độ ni ha là 3-4. Nguy cơ tử vong rất là cao, 25 đến 50% với các bệnh nhân bị bệnh tăng áp lực động mạch phổi, có thể là tiên phát hoặc là thứ phát. Hẹp eo động mạch chủ có biến chứng, hội chứng mắc phăng có tổn thương van động mạch chủ, bệnh cơ tim chu sản có giảm phân xuất tông máu. Thì đấy là các cái đối tượng mà chúng ta cần phải phân tưởng nguy cơ trước khi đưa ra cái lời khuyên bệnh nhân là có được phép mang thai hay không.
Bây giờ phụ nữ bị tim bẩm sinh nào thì không nên mang thai? Phụ nữ bị tim bẩm sinh có nguy cơ tử vong trên 25% thì không nên mang thai. Đó là gì? Tăng áp lực động mạch phổi thiên phát hoặc thứ phát, bệnh cơ tim chu sản có suy tim, hội chứng mắc phăng có giãn động mạch chủ, và cụ thể là giãn trên 50, biến chứng của hẹp eo động mạch chủ. Và thì đấy là những cái bệnh nhân mà chúng ta không được phép mang thai. Những bệnh lý van tim, đặc biệt là phụ nữ có thai và cách xử trí. Bệnh thứ nhất còn đang gặp nhiều ở các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển như là Việt Nam, ví dụ như là hẹp van hay lá. Đấy là hẹp van hay lá do thấp tim, di chứng của thấp tim. Thế thì trong hẹp van hay lá thì chúng ta biết là cái hậu quả là cái van hay lá bị hẹp nó sẽ dẫn đến là ứ trệ tuần hoàn ở nhĩ trái. Và từ ứ trệ tuần hoàn nhĩ trái nó dần dần nó sẽ làm tăng áp lực của động mạch phổi. Và đây là một cái đối tượng mà có nguy cơ rất cao nếu như trong giai đoạn chuyển dạ bệnh nhân có thể phù phổi cấp. Đây là một cái đối tượng mà chúng ta rất cẩn trọng khi mà phụ nữ này mang thai. Người ta phân biệt cái đối tượng nguy cơ đó. Và đây là cái bệnh nhân hẹp van hay lá với một niha từ 2, 3, 4 mà có triệu chứng suy tim ở mức độ 2, 3, 4 đấy thì là đối tượng có nguy cơ cao ở trong cái đối tượng nằm nếu mà phụ nữ mang thai. Và cái nguy cơ đó là gì? Tiến triển thành dung nhĩ hoặc là huyết khối nhĩ trái và dẫn đến có thể tắc cái động mạch ngoại vi, có thể là động mạch não hoặc là động mạch chi. Và có nguy cơ của cái phù phổi cấp do tăng áp lực mạch phổi và suy tim phải. Lưu ý là gì? Không dùng các thuốc cường beta giao cảm, các thuốc thường dùng trong sản khoa. Điều trị là gì? Thuốc chẹn beta. Có thể kiểm soát tần số tim bằng digoxin cộng với chống đông nếu như bệnh nhân có dung nhĩ. Và lưu ý chỉ dùng lợi tiểu khi có bằng chứng ứ dịch và nên chỉ định nong van hay lá nếu như có thể ở tuần thứ 20 trở lên. Phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong cho mẹ và con đều cao, nên chỉ khi nào mất đường cùng thì chúng ta mới phải lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật. Còn nếu mà hẹp hay lá khít đơn thuần, không có kèm theo tổn thương hở các cái van tim khác thì chúng ta có thể lựa chọn cái biện pháp là nong van hay lá cho bệnh nhân sau 2 tuần thứ 20 của thai kỳ. Bệnh thứ hai là bệnh hở van hay lá. Thì bệnh hở van hay lá thì chúng ta biết là máu phụt ngược từ thất trái lên nhĩ trái và nó làm nhĩ trái giãn ra và nó cũng làm tăng cái thể tích tuần hoàn và nó làm dần dần nó dẫn đến thất trái giãn và cuối cùng thì nó cũng làm tăng áp lực động mạch phổi và có nguy cơ phù phổi cấp rất cao cũng như là suy tim. Nhưng so với hẹp van hay lá thì bệnh nhân hở van hay lá dung nạp tốt hơn nhiều và nó ít có triệu chứng hơn so với bệnh nhân hẹp van hay lá. Điều trị cho những bệnh nhân hở van hay lá mà mang thai thì như thế nào? Bệnh nhân không có triệu chứng không cần điều trị. Bệnh nhân có triệu chứng thì bệnh nhân đáp ứng tốt với digitalis, lợi tiểu và giãn mạch. Tuy nhiên nếu chúng ta cho lợi tiểu quá nhiều thì thai sẽ vô cùng bé. Chúng ta phải cân nhắc và có thể dùng thuốc chống đông khi bệnh nhân có dung nhĩ kèm theo. Lưu ý là không dùng thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể, bởi vì sao? Vì nó có bằng chứng làm gây quái thai. Bệnh thứ ba là bệnh hẹp van động mạch chủ. Thì chúng ta biết là hẹp van động mạch chủ thì sẽ dẫn đến là nó làm cản trở việc thông máu của thất trái. Cái việc đầu tiên của cái hẹp chủ đó là gì? Thai rất chậm phát triển. Bởi vì máu đi ra ngoại vi ít thì leo máu vào thai. Và dần dần nó dẫn đến cái hẹp van động mạch chủ sẽ dẫn đến là phì đại thất trái. Phì đại thất trái. Và nó làm cho cái nhĩ trái cũng giãn ra. Và nó dẫn đến phù phổi cấp. Thì đấy là cái hậu quả. Thì không nên mang thai nếu như bệnh nhân bị hẹp chủ nặng.
À, dù là không có triệu chứng. Nên là phải năm van động mạch chủ ra học, thay cái van động mạch chủ bằng cái van sinh học trước khi cho phụ nữ đó mang thai. À, bệnh nhân bị hẹp chủ có triệu chứng như suy tim, ngất hoặc là ngừng tim thì càng không được phép mang thai. Đó. Cái triệu chứng của những bệnh nhân hẹp chủ là gì? Đau ngực do giảm tưới máu vành, ngất do giảm tưới máu não và suy tim do tăng áp lực nhĩ trái. Cái điều trị là gì? Nếu hẹp chủ nhẹ đến vừa mà không có triệu chứng thì tránh gắng sức. Hẹp chủ nặng thì nong van động mạch chủ sau tuần thứ 20 hoặc là phẫu thuật thay van động mạch chủ. Và bây giờ thì chúng ta có thể với các kỹ thuật mổ tốt, người ta có thể thay van động mạch chủ. Tuy nhiên thì đấy cũng là một cái gọi là khắc phục hậu quả thôi, chứ tốt nhất phải giải quyết cái van tim đó trước khi bệnh nhân có ý định có thai. Và thì đấy là cái phương pháp tốt hơn. Lưu ý là gì? Tránh tụt huyết áp và mất máu nhiều khi sinh. Hở chủ ở phụ nữ mang thai thì cũng như vậy, so với hẹp chủ thì hở chủ nó dung nạp tốt hơn so với hẹp chủ. Thế thì hậu quả của hở chủ là gì? Nó sẽ dẫn đến giãn buồng tim trái và suy tim trái. Đó. Và cuối cùng thì cũng vẫn dẫn đến là tăng áp động mạch phổi và có thể phù phổi cấp trong quá trình chuyển dạ và thai 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 to. Và điều trị là bệnh nhân không, nếu bệnh nhân hở chủ mà không có triệu chứng thì không cần điều trị. Bệnh nhân có triệu chứng suy tim đáp ứng tốt với digitalis lợi tiểu và giãn mạch và dùng thuốc chống đông khi bệnh nhân có rung nhĩ kèm theo. Lưu ý là gì? Không dùng ức chế vận chuyển, ức chế cụ thể cho những bệnh nhân này vì nó sẽ gây quái thai và tránh quá tải thể tích dịch với cái người mang thai bị hở chủ. Bây giờ với các bệnh lý gây tổn thương van động mạch phổi và van ba lá thì thứ nhất là bệnh Epstein. Epstein là gì ạ? Van ba lá bám thấp. Có. À, các bệnh tim bẩm sinh có sửa chữa hoặc là viêm nội tuyến mạc nhiễm trùng van tim bên tim phải do tim chích. Đó. Thì những cái bệnh về tim phải thì thường dung nạp tốt trong quá trình mang thai và nguy cơ cơn tim nhanh và suy tim phải có thể có trong quá trình mang thai hoặc là chuyển dạ. Một bệnh lý khác là tăng áp lực động mạch phổi. Thì không nên mang thai. Nhất là tăng áp lực động mạch phổi nặng, tiên phát hoặc là thứ phát là bệnh lý mà có nguy cơ tử vong cho mẹ rất là cao trong thời kỳ thai nghén và thời kỳ hậu sản. Nguy cơ tử vong cho mẹ là 50%. Nên bệnh nhân tăng áp lực ngoài phổi nên sử dụng các biện pháp tránh thai hợp lý. Thế bây giờ trong trường hợp người ta bảo không, tôi rất là mong muốn được làm mẹ. À, thế thì chúng ta thế nào ạ? Chúng ta phải giải thích rất kỹ cho bệnh nhân là nguy cơ tử vong là 50% đấy. Vâng. Còn nếu người ta cứ liều chết thì đành đành phải đành cái chịu phạm, nhưng cái đó phải được theo dõi sát ở trong bệnh viện phạm, và ít khi mà có thể cho thai đủ tháng được phạm. Thông thường là khoảng 31-32 tuần là quý lắm rồi phạm. Nhưng mà nói chung là nên khuyên bệnh nhân là không nên mang thai. Bây giờ với sự phát triển của ngành sản khoa thì người ta có thể áp dụng các biện pháp như là mang thai hộ phạm, để cho những phụ nữ đó được làm mẹ. Tiên lượng là rất nặng. Điều trị là gì? Tránh tụt áp, nên duy trì cung lượng tim và không cần sử dụng chống đông để dự phòng biến chứng huyết khối. Nên dùng tất áp lực trong thời kỳ chu sinh để dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở chân. Lưu ý là siêu âm tim thường đánh giá quá mức áp lực động mạch phổi, cần thông tin đo áp lực động mạch phổi chính xác nếu nghi ngờ. Van nhân tạo ở phụ nữ mang thai. Bình thường là khi chúng ta mổ thay van cho người phụ nữ, bao giờ chúng ta cũng hỏi là cái chuyện là bệnh nhân có muốn sinh con hay không. Và thì rất nhiều bệnh nhân thấy rằng là nếu mà mổ thay van sinh học thì lại phải mổ lại, nhưng người ta vẫn mong muốn là được thay van cơ học ngay từ đầu. Và nhưng khi sau khi thay van cơ học xong một thời gian lại vẫn lấy chồng và lại vẫn muốn có con. Và thì cái đấy là một cái điều rất là khó và đôi khi nó làm cho cái biến chứng tắc van nhân tạo trong cái trình mang thai. Thế thì thai nghén thì không làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của van nhân tạo. Vấn đề cần lưu ý ở phụ nữ có van tim nhân tạo khi mang thai đấy là điều chỉnh thuốc chống đông.
Thì thuốc chống đông thì chúng ta biết là chúng ta có thể dùng các cái thuốc kháng vitamin K cho bệnh nhân, và chúng ta có thể dừng trước khi chuyển dạ để chuyển sang Lovenox hoặc là Heparin. Thế thì liều của kháng vitamin K là Warfarin dưới 5 mg một ngày thì ít ảnh hưởng tới biến chứng của thai nhi. Warfarin thì qua rau thai và ảnh hưởng đến sự phát triển của sụn và xương trong 12 tuần đầu của thai kỳ và gây chảy máu nội sọ ở trẻ sơ sinh. Nên trong 12 tuần đầu của thai kỳ thai nghén thì người ta sẽ làm sao ạ? Người ta không dùng kháng vitamin K mà ta dùng Lovenox. Đúng không ạ? Nhưng phải cân thai phụ lên. Bởi vì sao ạ? Có thai người ta, sản phụ người ta sẽ tăng dần cân lên mà. Thì mình phải tính cho nó đủ liều của cái Lovenox. Đúng không ạ? Heparin và heparin chọn lượng phân tử thấp thì không đi qua rau thai. Đấy là cái phương thức của chúng ta. Đó. Thế thì bây giờ phương thức điều trị dùng chống đông ở phụ nữ mang thai là gì? 14 tuần đầu tiên là heparin hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp. Từ tuần thứ 14 đến tuần thứ 36 là heparin hoặc heparin trọng lượng thấp hoặc là warfarin. Và sau 36 6 tuần là dùng heparin, ngừng kháng vitamin lại. Và sau khi đẻ thường là 6 giờ hoặc là đẻ mổ là 12 giờ thì cho uống thuốc chống đông trở lại. Đấy, đây là cái sơ đồ để cho các em biết là 14 tuần đầu thì dùng heparin. 14 đến 36 là heparin cộng với warfarin. Khi nào warfarin đạt liều INR từ 2 đến 3, chúng ta sẽ dừng heparin. Đúng không ạ? Và chúng ta duy trì cho đến 36 tuần thì chúng ta lại dừng kháng vitamin K, lại chuyển sang heparin để chuẩn bị cho bệnh nhân chuyển dạ. Đó. Đấy là cái lộ trình điều trị chống đông. Thế bây giờ khi nào thì cần mổ đẻ cho phụ nữ mang thai? Và thứ nhất là do lý do sản khoa. Đấy, lý do sản khoa thì đấy là bác sĩ sản cho quyết định là cái người phụ nữ mang thai này không thể đẻ được đường dưới. Thứ hai nữa là bệnh nhân đang dùng chống đông warfarin đạt liều. Giờ chuyển dạ đột xuất mình chưa kịp dừng và thì người ta chuyển dạ thì lúc ấy không được để cho đẻ mà lúc ấy phải cho chỉ định mổ. Vâng. Hoặc là các cái tổn thương về bệnh van tim mà tắc nghẽn, ví dụ như hẹp khít thay lá, hẹp khít van động mạch chủ, vâng, thì không được cho đẻ thường mà phải mổ đẻ. Hoặc là tăng áp lực động mạch phổi, hoặc là giãn động mạch chủ, vâng, vì giãn động mạch chủ mà cho giãn đẻ thì có thể vỡ hoặc tách động mạch chủ. Vâng. Thì đấy là các cái chỉ định mổ đẻ với các cái sản phụ mang thai. Bây giờ tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Đây là cái biểu tượng mà các em thấy ở tất cả các hội nghị tim mạch trên thế giới, bao giờ cũng có một cái san, một cái phòng dành riêng cho phụ nữ. Đấy, người ta đề là Go Red for Women. Đấy. Và trong cái hội nghị đấy thì tất cả những người đi dự hội nghị, nếu là nữ thì mặc váy đỏ hoặc áo áo đỏ. Nam giới thì sẽ thắt cà vạt đỏ. Đấy là hoặc là áo vest đỏ. Đấy là cái san mà để là làm riêng cho phụ nữ. Và thế bây giờ phân loại tăng huyết áp và thai nghén thì có loại là tăng huyết áp có từ trước, tức là xuất hiện trước khi có thai hoặc là trước 20 tuần và tồn tại sau 42 ngày sau đẻ, thường có protein niệu nhẹ. Đấy là tăng huyết áp có từ trước. Tăng huyết áp mà liên quan đến thai nghén, tức là xuất hiện sau 20 tuần và thường hết sau 42 ngày sau đẻ. Nên sau khi đẻ, khi mà người ta chuyển dạ có bị tăng huyết áp, bác sĩ sản khoa phát hiện được thì nên khuyên cái sản phụ đó là ngay sau đẻ sẽ đến quay trở lại bác sĩ tim mạch để bác sĩ tim mạch theo dõi cho người ta để đưa đến quyết định là bệnh nhân này có cần điều trị thuốc huyết áp hay không nhé. Và xin lưu ý với các em là tất cả các thuốc điều trị huyết áp đều qua sữa hết. Nên là nếu mà mẹ uống thuốc huyết áp mà lại cho con bú thì làm sao ạ? Sẽ tụt huyết áp của đứa con. Tăng huyết áp liên quan đến thai nghén là như vậy, tức là gì? Xuất hiện sau 20 tuần và thường hết sau 42 ngày sau đẻ và có thể là không có protein niệu hoặc là có protein niệu nhưng không đáng kể. Dạng thứ ba là tăng huyết áp từ trước nặng lên trong quá trình mang thai nghén và có kèm theo protein niệu mà thường là nhiều.
tức là 3 gram trong một ngày khi có thai. Tăng huyết áp không rõ, tức là không biết thời điểm nào là bị tăng huyết áp cả, vì thai phụ người ta không đi khám, hoặc là đi khám bác sĩ sản không đo huyết áp. Và thì đấy là các cái dạng tăng huyết áp khác nhau. Thế bây giờ ngưỡng tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì còn đang bàn cãi, nhưng với khuyến cáo ở đây người ta vẫn sử dụng ở cái mức là 140/90 mm thủy ngân. Và huyết áp tâm trương thì người ta lấy pha 5 của Corocop. Nên theo dõi huyết áp 24 giờ để có đánh giá một cách chính xác hơn với phụ nữ mang thai tăng huyết áp. Giờ điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai thì tăng huyết áp phụ nữ mang thai thì đặc biệt là tình trạng tiền sản giật thì sẽ làm tăng các biến cố với mẹ và trẻ. Cái chế độ điều trị không dùng thuốc như là nghỉ ngơi, theo dõi chặt chẽ được chỉ định khi tăng huyết áp có từ trước, với huyết áp tâm thu từ 140-149 và tâm trương từ 90-95 mm thủy ngân. Và với tăng huyết áp do thai nghén thì có hay không có protein niệu thì có thể cho thuốc huyết áp khi mà huyết áp lớn hơn 140/90 mm thủy ngân. Thông thường thì tôi hướng dẫn bệnh nhân, người cái sản phụ đó là mua máy đo huyết áp và đo nhiều lần trong ngày, ghi ra một cái sơ đồ, và nếu mà làm được tốt nhất ý, là 2-3 tiếng đo một lần bằng cái máy tự động, xong đó ghi ra. Và với cái sơ đồ đó mình sẽ biết được là huyết áp của bệnh nhân thường tăng vào những thời điểm nào trong ngày, và khi đó chúng ta có thể gối cái thuốc huyết áp vào cái thời điểm đó. Và với tăng huyết áp do thai nghén mà khi huyết áp tâm thu trên 170 và tâm trương trên 110 thì coi như là tình trạng cấp cứu, cần nhập viện để theo dõi. Đấy là cái chúng ta cần khuyên bệnh nhân. Nếu không có tình trạng nặng, các thuốc nên lựa chọn hàng đầu là gì? Alpha Metinova, Dovegit ấy. Phải. Nhưng Dovegit thì nó có một tác dụng phụ là gì? Tụt huyết áp ở tư thế đứng. Nên sau khi cho người ta uống thuốc thì phải dặn người ta là uống xong thì phải nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút rồi hãy đứng dậy đi làm. Phải. Và nên sắp những cái viên đó vào những thời điểm người ta được nghỉ giữa ca để người ta uống thuốc mà không bị tác dụng phụ. Phải. Hoặc có các thuốc khác như là labetalol hoặc là chặn kênh canxi, và tôi thông thường kết hợp những cái viên chặn kênh canxi có tác dụng kéo dài, và đặc biệt những viên tác dụng kéo dài nên cho bệnh nhân vào hai cái thời điểm là buổi sáng đầu giờ và buổi tối trước khi đi ngủ, để cho làm gì, cho suốt cả ngày làm việc huyết áp nó đỡ bị trồi sụt và trong suốt cả đêm đi ngủ huyết áp nó vẫn ổn định, thì giúp cho cái phụ nữ đó có thể mang thai đến cái tuần nhiều nhất có thể để tránh tình trạng đẻ non. Và với tình trạng tiền sản giật, với phù phổi thì nên dùng nitrat dạng truyền tĩnh mạch và không nên dùng lợi tiểu vì làm thai nhỏ. Trong tình trạng cấp cứu thì chúng ta có thể cho truyền labetalol hoặc là alfametinova dạng uống hoặc là nifedipine uống, và không dùng hydralazine vì có nhiều tác dụng phụ. Hoặc có thể dùng natri nitroprusside nhưng không nên kéo dài. Đây là cái thuốc mà chúng ta làm giãn mạch vành, chúng ta truyền để giãn mạch vành đấy ạ. Đó. Và không khuyến cáo bổ sung canxi, dầu cá, aspirin. Tuy nhiên thì aspirin liều thấp thì có thể cho bệnh nhân tiền sản giật xuất hiện sớm. Bây giờ suy tim ở phụ nữ mang thai thì chiếm 25% tỷ lệ tử vong do tim mạch và 10% ở bệnh nhân có phân số tông máu dưới 20%. Và nguyên nhân suy tim ở phụ nữ mang thai do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là bệnh cơ tim chu sản, thứ hai là bệnh cơ tim giãn, và thứ ba là các bệnh van tim không được điều trị tốt trước khi mang thai. Thì xử trí của nó là gì? Nghỉ ngơi tại giường, cho oxy liệu pháp, buộc phải cho lợi tiểu để cứu mẹ, và có thể cho các cái thuốc giãn mạch như hydralazine. Không nên cho các thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể bởi vì gây quấy thai. Thuốc chống đông được lựa chọn đấy là heparin trọng lượng phân tử thấp, hoặc ở giai đoạn nặng có thể cho co bóp hỗ trợ bằng máy. Chặn beta có thể sử dụng trong một số trường hợp, nhưng cần thể theo dõi cân nặng của thai và nhịp tim khi sinh của đứa bé. Và chúng ta nhớ là chặn beta thì chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì sao? Chỉ cho được nếu mà suy tim không ứ dịch,
nha. Một cái bệnh nữa là bệnh cơ tim phì đại ở phụ nữ có thai. Nhìn chung tiên lượng của mẹ và con là tốt trong khi mang thai và khi đẻ, và cần hỏi tiền sử gia đình và phát hiện bệnh trước khi mang thai. Tránh làm mất nước. Cơ tim cứng kém đáp ứng khi mất nước. À, nên đừng để phụ nữ mang mang thai bị bệnh tim phì đại mà lại mất nước. Chẹn beta sẽ làm giảm triệu chứng tắc nghẽn của đường da tiết trái và lưu ý có thể gây tăng chậm tăng cân của thai nhi. Đấy, nhưng mà chẹn beta thì là một cái thuốc rất là hiệu quả với bệnh cơ tim phì đại. Lợi tiểu nếu như ứ dịch hoặc là suy tim xuất huyết. Gây tê tủy sống khi sinh con là cần thiết và an toàn cho mẹ nếu không có chênh áp của đường da thất trái. Đấy, nên cái đo chênh áp đường da thất trái này phải rất là cẩn trọng. Các cái yếu tố nguy cơ thì gặp ở bà mẹ quá trẻ hoặc là quá già khi sinh con, hoặc là sinh đôi, tăng huyết áp, đa ối, hoặc là phụ nữ châu Phi. Đấy là các cái yếu tố nguy cơ của bệnh cơ tim chu sản. Các em đã nghe thấy cái từ này chưa? Và ngày xưa thì bệnh cơ tim chu sản khá là nhiều, nhưng bây giờ thì các phụ nữ khi mang thai được chăm sóc rất là cẩn thận, chu đáo. Do đó mà bệnh cơ tim chu sản nó ít hơn, và cái sự theo dõi bằng các phương tiện siêu âm cũng hiện đại hơn, nên phụ nữ mang thai bị bệnh cơ tim chu sản ít hơn. Cái bệnh cảnh lâm sàng giống như là bệnh cơ tim giãn, nhưng thường xuất hiện ở tháng cuối của thời kỳ thai nghén hoặc là 6 tháng sau sinh. Ngày xưa thì bệnh các cụ cứ bảo là phụ nữ sau sinh là chết do hậu sản đấy ạ, phải không ạ? Nhưng trong cái số hậu sản đó thì chắc có khá nhiều bệnh nhân là bệnh cơ tim chu sản mà không được phát hiện ra và suy tim và chết, và không tìm thấy các cái bệnh lý tim gì khác, và thường là có rối loạn chức năng thất trái chiếm 50% trường hợp, và nguy cơ cao khi có thai ngay cả khi chức năng thất trái đã về bình thường. Tỷ lệ tử vong khoảng 20% nếu chức năng tim không về bình thường. Thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ. Một cái bệnh khác là nhồi máu cơ tim ở phụ nữ mang thai. Chuyện này nghe có lạ không? Nghe hơi lạ tai đúng không? Nhưng phụ nữ Việt Nam thì sinh con rất là sớm. Nhưng bây giờ thì phụ nữ có xu thế là sinh con muộn hơn, bởi vì còn làm bằng cấp quá nhiều. Và nhất là những nhiều phụ nữ là đến tuổi lớn rồi mới lại nghĩ ra là mình cần có thêm con. Hoặc là tập 2, tập 3 gì đó, và làm cho phải sinh con rất là muộn. Và khi sinh muộn thì cái nguy cơ của bệnh mạch vành nó bắt đầu xuất hiện và có thể có nhồi máu cơ tim trong quá trình mang thai. Và ở các nước phát triển thì phụ nữ mang thai rất là muộn, do đó mà có thể có phụ nữ bị mang thai mà có nhồi máu cơ tim. Thế thì nhồi máu cơ tim cấp ở phụ nữ mang thai nó chiếm khoảng 1/10.000. Tỷ lệ tăng do tuổi mang thai tăng, hoặc là béo phì, đái tháo đường, và tỷ lệ tử vong là khoảng 5%, đặc biệt nếu nhồi máu cơ tim xảy ra ở tháng cuối. Và yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim phụ nữ mang thai đó là gì? Tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá, truyền máu, nhiễm trùng sau mổ, tuổi trên 30, hoặc có thể có các rối loạn đông máu bẩm sinh. Chẩn đoán về nhồi máu cơ tim ở phụ nữ mang thai thì nó cũng không có gì khác nhiều so với tiêu chuẩn chẩn đoán của cái nhồi máu cơ tim ở cái người bình thường. Tuy nhiên thì cái người phụ nữ có thai thì người ta do cái hiện tượng giãn của các cái khớp để chứa thai, đặc biệt là vùng cung chậu, nên người ta thường có những cái đau, chỗ nào cũng đau, phải không ạ? Nhất là có tuổi lại có thai lại càng đau nhiều hơn. Nên đôi khi cái đau đó bị coi nhẹ, đúng không ạ? Người ta đau ngực nhưng bị coi nhẹ, tưởng là ôi bà này chỗ nào chứ đau, phải không? Và chúng ta bỏ qua mất nhé. Thế và khó thở cũng là một cái biểu hiện. Và phụ nữ có thai thì thường khó thở, đi hổn ha hổn hển, và làm khi có thêm một cái nữa là nhồi máu cơ tim thì đôi khi bị mờ nhạt triệu chứng. Đấy, đấy là những cái chúng ta cần phải cẩn trọng ở những phụ nữ mang thai mà nhồi máu cơ tim. Bây giờ xử trí thì còn ít nghiên cứu trên đối tượng này. Aspirin
có hoặc là ức chế clopidogrel có thể cho được. Và chúng ta ví dụ như aspirin chúng ta có thể cho liều 75 mg một ngày. Chẹn can thiệp mạch vành là chúng ta cần cân nhắc tùy từng trường hợp một. Tại sao ạ? Tại vì can thiệp thì chúng ta phải chiếu tia, đúng không ạ? Chiếu tia nó có thể ảnh hưởng đến đến thai, nếu mà ở cái giai đoạn của những cái tháng mà đang hình thành tổ chức. Không dùng tiêu huyết khối vì nguy cơ đẻ non cao hoặc là chảy máu nặng. Nhồi máu cơ tim trước rộng mà không thể làm can thiệp thì có thể cân nhắc dùng tiêu huyết khối nếu cái việc điều trị nguy hại đến tính mạng mẹ và con. Nếu chúng ta không điều trị thì mẹ chết. Chúng ta phải cứu mẹ trước đã. Bây giờ các loạn nhịp tim. Thế thì cái người phụ nữ mang thai rất hay bị loạn nhịp. Mà cái loạn nhịp hay gặp nhất là gì? Ngoại tâm thu. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều những thay đổi về mặt sinh lý tuần hoàn ở cái người phụ nữ đó. Bên cạnh đó thì phụ nữ mang thai nó còn có nhiều cái khó chịu khác nữa. Là gì ạ? Là nôn do nghén và giảm ăn trong quá trình mang thai do nghén và tất cả những cái đó nó làm thay đổi rất nhiều các cái sự về về hệ thống điện cũng như là sinh lý của các cái hệ thống thần kinh tim. Thế bây giờ thứ nhất là cái nhịp nhanh thất mà có vòng vào lại thì điều trị như người không mang thai như là xoa xoang cảnh, adenosine tiêm hoặc là verapamil hoặc là flecainide, sốc điện chuyển nhịp nếu có rối loạn huyết động nặng. Dung nhĩ là một cái biến chứng có thể gặp ở phụ nữ mang thai. Thì chống đông là chúng ta lựa chọn là heparin trọng lượng từ thấp, kiểm soát tần số tim bằng chạy beta. Và bệnh nhân thường có nhịp xoang trở lại trong vòng 48 giờ. Vẫn tiếp tục heparin và kiểm soát tần số tim. Flecainide có thể sử dụng để chuyển nhịp bằng thuốc nhưng cần theo dõi có thể gây độc hại cho thai. Và đây là cái liều flecainide là 50 đến 150 mg hai lần một ngày. Nếu mà truyền tĩnh mạch chúng ta sẽ truyền với cái liều là 20 mg cho 1 gam cân nặng và tổng liều là 150 mg trong 15 phút và có thể sốc điện để điều trị dung nhĩ. Thứ ba là nhịp nhanh thất thì chúng ta phải sốc điện để chuyển nhịp và tiên lượng thì tùy vào từng bệnh nhân và tùy vào nguyên nhân gây nên cơn nhịp nhanh thất đó. Xử lý tiếp theo thì tùy theo bệnh tim mạch đi kèm mà chúng ta xử lý như thế nào. Và cần có sự kết hợp giữa chuyên gia tim mạch và chuyên gia sản khoa để cân nhắc cái việc là có thể cho thai ra hay không. Sốc điện. Khi nào cần sốc điện ở phụ nữ có thai thì chúng ta cần phải lưu ý như một số đặc điểm sau. Thứ nhất là cần sốc ở vị trí chậu hông phải tránh đè vào tĩnh mạch chủ. Sử dụng cường độ điện yếu nhất có thể. Quay cần sốc ra khỏi bào thai. Đừng đừng quay cần sốc vào bào thai. Không thấy có báo cáo về sốc điện gây rung thất ở bào thai nhưng cần kiểm tra tim thai sau khi sốc. Chán chưa? Còn một phần nữa là dự phòng huyết khối ở phụ nữ mang thai. Cái huyết khối ở phụ nữ mang thai khi thai càng to thì nó càng cản trở và đặc biệt là thai có thể đè vào cái tĩnh mạch chủ nó là có thể dẫn đến huyết khối. Thì đây là các cái thống kê. Ví dụ như Hồng Kông với một cái thống kê năm 1998 thì tỷ lệ huyết khối là 2,7 trên 100.000 bệnh nhân. Ở Singapore thì tỷ lệ huyết khối là 7,9 trên 10.000 bệnh nhân. Và đến năm 97 thì cái thống kê của nó là 5,8 trên 10.000 bệnh nhân. Chắc là do công tác dự phòng tốt hơn. Châu Âu thì tỷ lệ huyết khối ở phụ nữ mang thai là 0,7 đến 1,3%. 0,7 đến 1,3 trên 1.000 bệnh nhân. Trung Quốc là 1,88 trên 1.000 phụ nữ, vân vân. Thế thì phụ nữ mang thai có nguy cơ bị huyết khối do đó cần phải dự phòng. Nguy cơ tắc tĩnh mạch sau mổ đẻ. Thì sau mổ đẻ nhất là với cái phương pháp là nếu mà mổ đẻ mà lại kèm theo mất máu nhiều thế rồi mổ đẻ mà lại kèm theo nhiễm trùng hoặc là phụ nữ đau quá sau mổ đẻ nằm bất động trên giường ngại đi lại thì cái nguy cơ tắc tĩnh mạch sâu sẽ ngày càng tăng dần thì người ta thấy là mổ đẻ cấp cứu thì có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu tăng gấp 2 lần
so với mổ có chuẩn bị. Đấy là cái nguy cơ. Đó. Thì giờ đây người ta là phân tầng nguy cơ bệnh nhân phẫu thuật phụ khoa. Đó. Thì là người ta sẽ chia ra là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, tùy vào là lứa tuổi của người ta, rồi cái phẫu thuật đó là phẫu thuật gì. Đó. Thì các yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch và thai nghén đó là gì? Tiền sử bản thân có huyết khối tĩnh mạch, tiền sử gia đình có huyết khối tĩnh mạch, tăng tiểu cầu mắc phải hoặc là tiên phát, hội chứng kháng phospholipid, phẫu thuật lớn vùng chậu hoặc là vùng bụng, hoặc là ở phụ nữ mà bị liệt chi dưới, tuổi trên 35, cân nặng quá 80 kg, số lần mang thai trên 4 lần, và giãn tĩnh mạch nặng kèm theo. Đó. Rồi tình trạng nhiễm trùng đang có, bất động kéo dài hoặc nằm viện trên 4 ngày, mổ lấy thai cấp cứu, truyền dạ kéo dài quá 12 giờ, hỗ trợ khi sinh, tức là trong quá trình sinh phải dùng các biện pháp như là giác hút hoặc là forceps. Mất máu nhiều trong quá trình chuyển dạ, mất nước, rồi mang thai liên quan đến quá trình tiền sản giật hoặc là bị nôn kéo dài trong quá trình nghén. Bệnh nội khoa kèm theo như là hội chứng thận hư, bệnh tim, viêm ruột hoặc là ung thư hoặc là hồng cầu hình liềm. Đấy là các yếu tố nguy cơ kèm theo làm cho người ta bị tắc tĩnh mạch sau sinh. Nguy cơ về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân mổ lấy thai. Và thì người ta cũng chia ra làm 3 cấp độ là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Và người ta phải phân tầng cái nguy cơ này để làm gì ạ? Để lựa chọn cái phương thức dự phòng huyết khối cho bệnh nhân phụ nữ mang thai. À, thì với tất cả các bệnh nhân có nguy cơ trung bình và cao thì đều phải dự phòng huyết khối trước khi sinh bằng heparin trọng lượng phân tử thấp. Và cái điều trị dự phòng đó đã được đưa vào khuyến cáo của các cái hội mạch máu và hội nghị tim mạch châu Âu, với khuyến cáo cấp độ 1A cho khám vitamin K hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp. Bây giờ các cái thuốc Trung Đông thì chúng ta lựa chọn các thuốc Trung Đông ở phụ nữ mang thai như thế nào? Thì phụ nữ mang thai thì không sử dụng fondaparinux và các thuốc ức chế trực tiếp thrombin như là danaparoid với các bệnh nhân bị dị ứng với heparin. Và phụ nữ mang thai thì tránh không dùng các thuốc trực tiếp thrombin như là các thuốc chống đông đường uống mới chúng ta đang có là dabigatran, hoặc là ức chế trực tiếp 10A như rivaroxaban và apsisaban. Và đừng thấy hay quá, thuốc mới quá thì phải áp dụng cho người ta là chết nha. Phụ nữ cho con bú có thể dùng warfarin, acenocumarone hoặc là heparin thông thường. À. Phụ nữ cho con bú có thể dùng heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là danaparoid hoặc là hirudin. Đấy là các thuốc Trung Đông. Bây giờ dự phòng tắc tĩnh mạch sâu sau mổ đẻ thì chúng ta làm như nào? Thì sản phụ sau mổ đẻ thì có nguy cơ cao bị tắc tĩnh mạch sâu, do đó cần dự phòng bằng heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là các biện pháp cơ học như là tất chun áp lực, hoặc là băng chun áp lực, hoặc là các cái bóp hỗ trợ bằng các máy hơi ngắt quãng nếu có chống chỉ định với thuốc Trung Đông. Và với sản phụ có nguy cơ cao của huyết khối tĩnh mạch sâu thì cần dự phòng huyết khối 6 tháng tiếp theo sau khi ra viện. Điều trị bệnh nhân tắc tĩnh mạch sâu chi dưới trong thời kỳ mang thai. Đấy là dự phòng để cho nó không tắc. Bây giờ nhỡ tắc mà rồi thì chúng ta làm thế nào? Cái phụ nữ mang thai bị tắc tĩnh mạch sâu cấp thì chúng ta thay heparin thông thường bằng heparin trọng lượng phân tử thấp. Đấy là khuyến cáo cấp độ 1B. Phụ nữ mang thai bị tắc tĩnh mạch cấp thì thay heparin thông thường bằng heparin trọng lượng phân tử thấp trước khi sinh. Đấy là khuyến cáo cấp độ 1A. Phụ nữ mang thai bị tắc tĩnh mạch sâu cấp thì cần dùng chống đông ít nhất là 6 tuần sau đẻ. Tổng thời gian điều trị là 3 tháng. Ít nhất là 6 tuần, còn tổng thời gian điều trị là 3 tháng. Nhá. Vì đây là một dạng tắc tĩnh mạch sâu mà có nguyên nhân. Phụ nữ mang thai đang điều trị heparin trọng lượng phân tử thấp mổ đẻ có chuẩn bị thì ngừng heparin trọng lượng phân tử thấp 24 giờ trước khi mổ đẻ. Vì mổ có chuẩn bị mà, thì chúng ta mới biết là dừng
một ngày trước, đúng không ạ? Dự phòng huyết khối ở phụ nữ mang thai thì phụ nữ mang thai có tiền sử tắc tĩnh mạch sâu thì cần dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu sau sinh 6 tuần bằng heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là kháng vitamin K sao cho INR từ 2 đến 3. Phụ nữ mang thai có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu thấp thì cần theo dõi lâm sàng trước khi đẻ hơn là dự phòng. Phụ nữ mang thai mà có nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao VTE thì nên dự phòng trước khi sinh bằng heparin trọng lượng phân tử thấp. Đấy là các cái phương pháp dự phòng. Bây giờ với phụ nữ mang thai mà có nguy cơ cao bị sản giật thì chúng ta phải dự phòng như thế nào? Phụ nữ có nguy cơ cao sản giật thì nên dùng aspirin liều thấp, tức là 100mg một ngày suốt thời kỳ mang thai và bắt đầu từ 3 tháng giữa của thai kỳ. Và phụ nữ có trên 2 lần sảy thai mà không có hội chứng kháng phospholipid hoặc là thrombophily thì nên dự phòng huyết khối. Đây là khuyến cáo cấp độ 1B. Bây giờ ở phụ nữ mang thai mà có van nhân tạo thì cần dự phòng huyết khối như nào? Thì cần theo một trong hai bước dự phòng sau. Thứ nhất là heparin trọng lượng phân tử thấp 2 bơm một ngày suốt thời kỳ mang thai. Điều chỉnh liều tùy thuộc vào cân nặng. Xét nghiệm anti-MIA 4 giờ sau khi tiêm dưới da mũi đầu. Hoặc là phương pháp thứ hai là tiêm heparin thông thường 12 giờ một lần suốt thời kỳ mang thai và điều chỉnh sao cho thời gian APTT gấp 2 lần trứng hoặc là anti-MIA từ 0,35 đến 0,7. Đây là cái biện pháp khá là phức tạp và làm cho người sản phụ phải xét nghiệm máu rất nhiều. Đây là một cái mà ít khi ai người ta áp dụng. Đó. Đấy là tôi đã đi với các em những cái phần cơ bản nhất trong bệnh lý tim mạch với phụ nữ có thai.